Mày thấy cái kênh tao á với kênh Lâm là lợi dụng con nít nào, bà già nào, phụ nữ nào? Không, mày phải hiểu nè, cái những người phụ nữ tao nói là những người phụ nữ mà xã hội người ta phải khinh, trong đó có mày, đúng không? À, những người phụ nữ tao moi ra là đều là có tì vết, những người đó là những cái loại cặn bã của xã hội, trong đó có mày, đúng không? Như con nái Bình Dương đó, anh giật của Nga Liêm là 5 triệu, rồi bắt đầu sao nó lên nó chống cha chống chế, nó dớ cái giọng bà nội bà ngoại ra, rồi có nên môi hay không môi cho quý vị. Mấy con này, mấy con dạng đàn bà mất nết, nó lên cộng đồng mạng để anh giật anh dọc, làm ảnh hưởng đến lập cái hình ảnh người phụ nữ khác. Rồi còn bản thân mày cũng anh giật 1.700 đô. Ủa tại sao mày hỏi rằng đó, ở tại sao mà cái như là tao không nói người phụ nữ khác mà tao nói tới mày, tao nói với con nái Bình Dương, tao nói đến con Tam Bùa, để tao nói con Hương Què. Để mày phải xem lại cái người phụ nữ của mày đó và những cái đồng loại của mày đó, đã chính chu chưa, đủ đạo đức chưa, đã là cái như là nó thật sự đó, đã có những cái mà tấm gương tốt đẹp để cho người ta họ nhìn vô hay chưa, hay là lên là toàn cái phường là giật giật cái phường trộm cướp không vậy? Bản thân lũ bay nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau, đứa nào cũng thật sự cũng là há cái mồm cho to để chờ mà ăn của là của hờ thôi đó. Mà bây giờ mày lên bảo rằng trời ơi mấy kênh này bây giờ đi nói phụ nữ, đi nói trẻ em, rồi mà biết trẻ em nào hay không đó? Quý vị biết nói tôi đang nói ai không? Nói bé Tường Lan. Tôi nói rằng trẻ em như bé Tường Lan đó, là đây là một trong những cái tệ nạn mà do chính gia đình là người dàn dựng lên. Từ lúc ông Sư Minh Tuệ bắt đầu ông lên, bắt đầu một cái là ông khai thị, ông Sư Minh Tuệ ông lên ông khai thị cho cái nỗi u mê đấy quý vị, là mấy cái thứ mà gọi là nó cứ nghĩ rằng một bài chú đại bi của bé Tường Lam là một trong những cái hạnh tu đó. Cứ nghĩ rằng một câu thần chú của bé Tường Lam là coi như là cải tử hoàn sanh đó, để mà phổ độ chúng sanh đó. 1.000 cái gạo của bé Tường Lam mà để được được gọi là siêu thoát đó, tiêu tra tan bệnh tật đó. Từ lúc ông Sư Minh Tuệ lên một cái là cái gọi là cái đạo của Tường Lam, đạo 1.000 cái gạo là gọi là rụng bà chè luôn, tiêu điều qua lá luôn đó. Là ông Sư Minh Tuệ lên ông khai thị rất nhiều vấn đề đó, cái lòng kiên trì, những cái mà nó theo chánh pháp, không có ma mị, không có vụ lợi, không có trục lợi, không có kêu gọi, không có dùng 1.000 ký gạo. Còn bé Tường Lam sao? Bé Tường Lam là một trong những nạn nhân của một nhóm người đang đứng đằng sau. Cái mục tiêu của tôi là lật mặt cái nhóm người đang đứng đằng sau đó, để mà giật dây cho con bé, để xúi giục con bé làm những chuyện sành bậy. Mà cái đầu của con hắn tặc này, xin thưa quý vị, nó không có hiểu. Người ta bảo rằng đó, nó cùng tần số với nhau đó. Là con người với nhau thì nói nhiều lúc nó hiểu. Còn nó là một trong những đi hai chân nó không muốn đâu quý vị, nó muốn là nằm lót đó, dạng cái dầm cái gì mà con biết gì không, cái dầm gọi là giống như là cái dầm mà ma sát đó, cái dầm mà đi mà gọi là dùng vẫy mà đi đó, dầm cái gì, dầm hồ ly đó, dầm rắn đó. Cho mình nói tiếng người nó đâu có nghe đâu, nó lè 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 cái lưỡi ra rồi thật sự nó cảm nhận được cái chi đó, được còn không được thì thôi. Mày nói thật sự mày sống một con người không muốn, muốn quay lại cái con mà con bò sát, để mày lên đây để mày ma mị cộng đồng. Mày sống tử tế đi, mày sống tử tế, mày đừng tham lam đi, mày đừng có dẫn dắt câu chuyện đi, mày đừng có bảo rằng anh em bên này đang gây rẽ chia rẽ tôn giáo đi, ai nói tới mày, đúng không? Mày mượn mượn cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ để mày kích động thù hận. Mày là một trong những con làm mưu đồ cực kỳ khủng khiếp. Mày mượn câu chuyện Sư Minh Tuệ để mày kích động thù hận. Mày gieo rắc trong cái nỗi mà cái như là của một số bà con mà họ đang cỡ như là yêu quý Sư Minh Tuệ, để mày mượn tay giết người. Mày là một cái con thật sự, mày là chẳng khác nào thật sự như một con hồ ly, một cái con đàn bà. Xin thưa quý vị, sao mắc kỳ cục kẹo vậy quý vị? Đi hai chân không muốn. À, bây giờ muốn trở thành cái loài bò sát, cái trường 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 đi bằng váy, đi bằng sự mà uốn lượn đó, nó đó. Mày lên mà chia sẻ một câu chuyện mà nghe không cũng đủ thấy sự mất dạy.
Sao mày không hỏi rằng bản thân mày tại sao người ta phải nói, tại sao tao Lâm phải lên nói dụ dụ của mày? Đấy không? Tôi nói rồi, có một người nghe tôi vẫn nói về con này. Nói để cho khi nào nó biết rằng cái sự vinh ở đâu, nhục ở đâu đó. Ở rồi nó phải có cái điểm dừng. Chứ mày nghĩ rằng nói câu chuyện của mày chứ tao làm giàu lên được hả? Tao nói để cho mọi người họ thức tỉnh. Đừng để có một cái loại như mày đó mà lên không gian mạng rồi cái là ma mị. Nó lên nói bà con nào trong cuộc sống gặp khó khăn á, trong cuộc sống gặp những cái điều gì muốn chia sẻ thì liên lạc qua con. Ủa mày chia sẻ cái gì? Mày chia sẻ cái gì mà mày mày động viên an ủi người ta cái gì? Hả? Hay là người ta điện qua cho mày để mày câu like? Mày nói đúng rồi đó. Mày lên mày lừa khán giả một phần, mày còn muốn ma mị khán giả nữa. Thì thôi giả sử mình là một người phụ nữ đó, mình ăn giật của người ta lỡ thôi, mình lo mình câm cái miệng mình đi. Mình nghèo mình khổ mình không có tiền, mình ăn giật đó về nuôi cha nuôi mẹ nuôi ông nuôi bà đấy, xây mồ xây mả cho ông bà cha mẹ, thì bây giờ mình im đi. Chứ bây giờ nó thật sự mồ là mày xây cái viên gạch nó chưa ráo mày khổ, mà mày lên mày chống cha chống trẻ là người ta chửi nữa thì nó đậm mồ đậm má nữa, nó khổ nữa. Đấy. Dùng đồng tiền của mạnh thường quân để đi giúp người nghèo về xây mồ xây mả cho cha cho mẹ. Anh vô giọng vô cho cố, bây giờ mày lên mày banh cái mó mà ra để mày thể hiện mày là một trong những người mà oan hả? Mày oan cái gì? Có ai mà chấp nhận một cái con YouTuber như mày đó không, hóng 360. Có ai mà chấp nhận một cái con như đàn bà như mày để mày lên mày lừa mạnh thường quân mày lấy tiền. Rồi mày ăn mày xây mồ xây má cho cha mày xong rồi mày lên mày chửi ngược mạnh thường quân hay không? Để có ai như mày hay không? Rồi khi mà người ta lên tiếng nói là mày lôi vô cái bầy đàn của mày để tấn công người ta hay không? Đấy. Nếu mà mày biết là dùng cái lời ngon tiếng ngọt đó, mà dùng những cái điều phải với nhau đó để mà nói chuyện với nhau thì nó thật sự câu chuyện này đã kết thúc từ lâu. Chứ không thể mà để bây giờ tao nói mày, tao nói con hắm nè, cái câu chuyện này càng dài là mày là một trong những người cũng trầy da tróc vậy. Chứ dễ gì mà nó thật sự đó. Đã là một cái con bò sát rồi mà bây giờ mày muốn là nó thật sự cái lớp da của mày là lột ra đấy là mày mới biết cái dạng lì mà nó thật sự dạng ngu mà lì đấy. Cái cộng đồng mạng ai mà chẳng biết cái câu chuyện này, thì có một số thằng già nó thật sự quý vị mà nó lên cứ là banh hắn cho coi miễn phí, rồi bây giờ cái lên không gian mạng rồi binh vực cho nó, ai đâu binh vực cái hành vi mà đi ăn giật ăn cướp. Chỉ có những thằng già mà nó vô nó xem đó, nó nhìn được những cái gì, cái điểm khúc bên trong của con hắn đó. Ở rồi nó mới gọi là đi bảo vệ. Bảo vệ đã động viên cho em, đỡ em bớt nhục, em lên livestream còn có cái mà nhìn. Đúng không? Trời đất thánh thần thiên địa, mày lên live thì mày ngồi cho đàng hoàng tử tế đi, lên lên live mà ngồi chành bành ra. Nó nhìn nó chẳng giống ai, nó thật sự quý bà con như là một con nhái mà thật sự là banh cái hai cái càng nó ra đó. Nhìn chẳng giống ai, nó chẳng có một cái gì mà gọi là cái như là thể hiện một cái sự mà nó nết na thì mày tôi xem thử. Đấy. Mày đáng lý ra mày phải cảm ơn tao đó, cảm ơn Lâm đó, vì dạy cho mày một trong những cái bài học sống, dạy cho mày một trong những cái mà đức độ của một người phụ nữ. Đang dạy mày miễn phí đó mà mày không biết ơn, mày còn lên mày chửi, mày còn lên mày khịa. Mày khịa nổi không? Bây giờ tao hỏi mày, mày nhắm mày khịa nổi không? Mày khịa đến bao giờ? À, bây giờ mày gọi là cái như là để mà lôi kéo hả? Lôi kéo đám đông vô để mà kích động thù hận hả? Nó đang có dấu hiệu đó quý vị, nó đang có dấu hiệu là cái như là lôi kéo đám đông để kích động thù hận. Mày vô mày cứ lợi dụng vào cái sự của ông Sư Minh Tuệ, rồi mày bảo rằng người này chửi Sư Minh Tuệ, người kia chửi Sư Minh Tuệ, mà gặp cái khán giả mà khán giả u mê của mày đó, nó vô comment bắt đầu là nó thêm mắm dặm muối vô. Rồi người ta nghĩ sai nghĩ lầm, rồi có một số bà con là vào chưa xem gì cả, vô là thật sự là tấn công liền thôi. Vừa bật cái clip lên là thật sự comment chữ liền thôi. Ủa sao mà thật sự cái đám nào mà bây giờ nó vẫn còn u mê, nó u theo con hóng dữ quá vậy hả? Bộ bây giờ không có tiền để mà mua iOS về để mà cái dưỡng não hả? Sao mà thật sự mà nghe lời con hóng mà u mê dữ vậy? iOS rẻ mà quý vị. iOS khác, tôi nói thật sự một bịch của nó khoảng 15 ngàn là ăn cả tháng không hết. Có đứa nào mà u mê quá đó mà vẫn còn theo con hóng đó thì liên lạc qua anh đó,
rồi anh cho iốt là vừa xây sinh tố mà uống. Chứ còn nó thật sự mấy thằng này á, mà niêm nếm vô khẩu phần ăn hàng ngày thì không có đủ đâu, phải xây thành thành sinh tố đó, rồi nó uống vô mới bổ sung kịp thời. Nó giờ u mê quá mà, đúng không? Một con nó ăn giật, nó ăn giật một cách trắng trợn, nó ăn giật một cách gọi trên tay của mạnh thường quân luôn, nó ăn một cách tàn sát, mà bây giờ vẫn còn vô để bảo vệ nó, thì tôi chẳng biết là bảo vệ bằng cái gì đây. Nhiều lúc mình thấy nó thân cũng là người phụ nữ thì thâu, mình cũng muốn nương nương nó một xíu. Không ngờ quý vị, cái loại vật mà cái vật mà vật ăn chặn nó càng nương tay là nó là càng tăng tới, nó càng nương tay là nó gọi là nó nghĩ rằng chắc là mình chắc là cũng ngại cũng sợ nó. Đồ cái thứ gì đâu mình phải biết mình là ai chứ không sao thật sự mà ngáo ngôn mà thật sự tiền của người ta mà. Đâu phải tiền đây, đâu phải tiền của ông, của cha em đỡ lại đâu. Mà em ăn giật xong rồi bây giờ em lên em bảo rằng em bị oan. Thế em bị oan cái gì? Em chứng minh cái sự oan của em đi. Ngày xưa có thị màu là bảo rằng oan. Còn bây giờ đó, bây giờ là con hóng nó cũng oan. Đấy. Mày lên mày nói được cái câu từ mà không tham sân si. Mà mày không chịu trả cho người ta 1.700 đô mà mày lên mày giảng toàn là lý thuyết chay. À, mà nay xin thưa quý vị đó là lý thuyết người ta chán rồi, người ta không còn muốn nghe lý thuyết mà người ta cần nghe những cái cần thấy những cái hành thôi. Ông sư Minh Tuệ vì sao mà được cộng đồng mạng tin yêu, vì sao được cộng đồng mạng người ta cả như là tôn sùng? À, có nhiều người họ phải cúi đầu, họ quỳ sập xuống, họ phải lạy trên từng bước đi của ông. Đấy. Vì ông hành, ông đã hành những cái nó chuẩn chu trong cái gọi là cái chánh pháp của Như Lai. À. Còn bây giờ chỗ con hóng còn đi nói lý thuyết xuống, mày bảo rằng mày không tham, mày không sân, mày không si đó, thì việc đầu tiên mày phải trả tiền lại cho mạnh thường quân để chứng minh rằng mày không còn tham. Nhưng tiền của người ta mày còn ăn dịch, tiền của người ta mày vẫn còn cái như là mày cái như là lên mày chửi người ta, bây giờ mày mượn cái hình ảnh của ông sư Minh Tuệ để mà kiếm ăn, mày thấy tào lao không? Bà con cảnh giác con này nha, khi mà cái lực lượng khán giả của nó mà đủ đông đó, đỡ mà nó vực dậy được cái kênh đó, là con này nó lắm trò lắm. Con này là dạng dạng chuyên gia, mà chuyên gia lên để mà thật sự miệng mà miệng nam mô bụng bồ dâu ganh đó. Quý vị thấy không? Văn à lúc nào cũng văn à hết. Nhưng mà đưa tiền cho nó đi rồi quý vị thử đòi lại coi, rồi nó chữ cha mắng mẹ quý vị không? Những loại này chúng ta phải nên cảnh giác, cảnh giác và tránh ngay. Cái thứ này tôi nói thật sự quý vị, anh mà anh của người ta cũng không tồn tại nữa đâu. Mày anh nó thật sự đời mày không trả thì đời con đời cháu mày cũng phải trả thôi, không trả cách này cũng trả cách khác, đấy là cái nhân cái quả. Không ai mà thật sự đi trồng một cái giống đắng mà hưởng trái ngọt đấy, làm gì có chuyện mà trồng dây bầu mà hưởng trái bí vậy hả? Làm gì có câu chuyện mà mày nuôi con gà mà sau này mày hưởng con vịt, đúng không? Cho nên á, hôm nay cái vụ 1.700 đô tao nói con hóng nè, dù luật pháp người ta có xử mày hay không xử mày, cái chuyện đó tính sau đi. Hiện bây giờ đơn thư tất cả là cũng đã làm rồi, cũng đã gửi hết đi rồi. Còn cái chuyện mà xử hay không xử đó là cơ quan chức năng, người ta sẽ có những cái mà cân đo đong đếm. Còn thời gian nào đó thật sự sẽ có lúc. Còn vấn đề đó, cái luật nhân quả mày không bao giờ mà trốn thoát. Mà đi ăn giật của người ta, mà đi ăn cướp của người ta, mày lên mà còn chửi cha mắng mẹ người ta nữa, thì mày không bao giờ trốn thoát khỏi luật nhân quả. Mày lên cộng đồng mạng bây giờ mày còn dính cái mặt lên mà hỏi rằng ủa kiện tới đâu rồi, rồi bây giờ tại sao mà chưa mời, mày muốn đi chết sớm lắm hả con điên? Trời ơi, có một cái con nào mày ăn giật xong là lên cộng đồng mạng thách thức người ta kiện không có vậy hả? Mà người ta đã về, người ta đã kiện rồi đó, phải không kiện đâu. Mà mày lên mà còn thách thức người ta. Ủa mày nó thật sự con người hay con gì đó không?